Chào mừng các bạn quay trở lại. Các bạn thân mến, thì vừa qua Đông có nhận được một câu hỏi của một bạn ứng viên. Bạn ấy hỏi rằng là trước khi mà ký kết hợp đồng lao động thì chúng ta cần chú ý gì? Thì có vẻ như là bạn ấy rất cẩn thận phải không nào? Nhưng đó là điều cần thiết các bạn ạ, bởi vì chúng ta ký kết hợp đồng lao động nó còn liên quan đến quyền lợi và chế độ của chúng ta sau khi mà chúng ta vào làm việc tại công ty bất kỳ nào đó phải không nào? Thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 trước đó, và dưới đây sẽ là một vài điểm mà các bạn cần lưu ý trước khi chúng ta ký kết hợp đồng các bạn nhé. 8 quy định mới người lao động cần biết trước khi ký hợp đồng lao động từ 2021. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, nhiều quy định mới về hợp đồng lao động sẽ chính thức có hiệu lực theo Bộ luật Lao động 2019. Vì vậy, trước khi ký kết hợp đồng, người lao động cần biết những thông tin sau. 1. Chỉ còn hai loại hợp đồng lao động theo Điều 20 Bộ luật Lao động 2019. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, hợp đồng lao động sẽ được giao kết theo một trong các loại sau đây: hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt của hợp đồng lao động trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Như vậy, so với quy định hiện hành tại Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 thì sẽ không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định. 2. Có thể ký hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử. Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 chấp nhận hợp đồng lao động được ký thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu. Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu. Theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản. 3. Một số loại hợp đồng sau đây được xác định là hợp đồng lao động từ 2021. Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 quy định những loại hợp đồng mà khi các bên giao kết thỏa thuận bằng tên gọi khác. Ví dụ như hợp đồng cộng tác viên nhưng đáp ứng hai điều kiện sau thì được xác định là hợp đồng lao động. Có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương, có sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên. 4. Không áp dụng thử việc đối với hợp đồng lao động dưới 1 tháng. Theo quy định hiện hành tại Điều 26 Bộ luật Lao động 2012 thì chỉ có đối tượng ký hợp đồng lao động mùa vụ là đương nhiên không phải thử việc. Từ 2021, không còn loại hợp đồng lao động theo mùa vụ. Luật quy định không áp dụng thử việc với hợp đồng lao động dưới 1 tháng. 5. Bổ sung thêm trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động so với hiện hành. Thêm các trường hợp người lao động được tạm hoãn hợp đồng lao động. Tại Điều 30 Bộ luật Lao động 2019 so với Điều 32 Bộ luật Lao động 2012 sau đây: người lao động thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác. 6. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do. Điều 37 Bộ luật Lao động 2012, người lao động có hợp đồng lao động xác định thời hạn. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bắt buộc phải có một trong những lý do được nêu tại khoản 1 Điều 37 Bộ luật Lao động 2012, đồng thời đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước. Điều 35 Bộ luật Lao động 2019, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do, chỉ cần đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước tại khoản 1 Điều 35, trừ một số trường hợp không cần báo trước. 7. Hai trường hợp người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước. Người sử dụng lao động cũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước với hai trường hợp sau: người lao động không có mặt tại nơi làm việc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động; người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên. 8. Bổ sung quy định về những trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước. Bộ luật Lao động 2019 quy định các trường hợp đặc biệt người lao động không cần báo trước sau đây: không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của bộ luật này; không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của bộ luật này; bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động, bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc; lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của bộ luật này; đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của bộ luật này, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động. Hy vọng rằng với những điều mà Đông đã tập hợp và chia sẻ tới các bạn qua video này sẽ giúp ích được các bạn phần nào trong quá trình mà các bạn ký kết hợp đồng lao động các bạn nha. Và trong khoảng thời gian tới đây thì Đông xin chúc các bạn sẽ sớm tìm được cơ hội việc làm như mong muốn, và chúng ta sẽ có những bản hợp đồng lao động thực sự là chất lượng.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.